Tôi không thể tin vào mắt mình khi xem video này trên một trang mạng xã hội. Những hình ảnh này chỉ có thể khiến bạn đau lòng. Chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong một bãi đầm lầy. Cơ thể cậu bé bị mắc kẹt dưới bùn và trong một tấm lưới rối. Toàn thân run rẩy trong nỗ lực bảo vệ mình khỏi thế giới. May mắn thay, một người đàn ông đi ngang qua đã nghe thấy tiếng khóc của cậu bé và dừng lại. Chú chó không thể đứng dậy. Trông nó có vẻ như đã khóc rất nhiều và rất sợ hãi. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng không thành công vì đã bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn. Thật tàn nhẫn, không thể tưởng tượng được ai đó đã ném chú chó vào một nơi hoang vắng dưới đầm lầy với mong muốn nó sẽ biến mất. Người đàn ông tốt bụng đã ôm chú chó lên bờ và dùng kéo, anh ấy cẩn thận gỡ mảnh lưới rối quấn quanh cơ thể chú chó. Anh ấy đã cố gắng không để chú chó bị thương. Mặc dù chú chó bị tổn thương bởi con người, nhưng niềm tin của cậu bé vào con người vẫn không bị mất đi. Nhìn vào ánh mắt của cậu bé, tôi muốn ôm nó vào lòng, xoa dịu nỗi đau mà nó đang trải qua. Người đàn ông ấy đã tắm, gột rửa bùn đất trên cơ thể của cậu bé. Và hiện lên trước mắt tôi là một chú chó nhỏ vô cùng dễ thương. Đôi mắt chú chó ánh lên một nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn xen lẫn sự dịu dàng hiện lên trong đôi mắt nhỏ bé. Người đàn ông đã đưa chú chó về nhà. Kể từ giây phút đó, chú chó nhỏ là thành viên của gia đình anh ấy. Mỗi sinh vật sinh ra đều có số phận. Nhưng nếu chúng ta biết vượt qua khó khăn trước mắt, thì tương lai tươi sáng sẽ hiện ra. Hiện chú chó nhỏ đã an toàn bên gia đình và có một cuộc sống mới tốt đẹp. Tôi tin rằng chú chó sẽ được sống và lớn lên trong hạnh phúc và một người chủ tốt bụng. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện giải cứu tiếp theo trên Hair Animal DQ.